hoan để chào đón tất cả chúng ta đến với Xuân Nghệ Sĩ, phiên bản có cải tiến một chút, phiên bản 1.6. Và lời đầu tiên thay mặt ban tổ chức xin gửi tất cả chúng ta lời chúc sức khỏe và lời chào mừng trân trọng nhất. 1.6 có nghĩa là theo những quan điểm của anh hội trưởng, tức là anh Nguyễn Việt Cương, chúng ta quay trở lại với những giá trị truyền thống, với những cái giới hạn hơn, để nhằm cái mục đích là chúng ta có được một cái khoảng không gian, một cái khoảng thời gian vừa đủ để cho anh em tất cả chúng ta, những người đã gắn bó rất là lâu năm, ví dụ như là hôm nay của bạn anh Quý Tiến và bạn anh Đức Sarana, mặc dù là bệnh viện nhưng anh cũng là thu xếp được công việc và mới xuống xe từ Quảng Bình, và một vị khách mà chúng tôi mong muốn rằng là cứ 3 năm chúng ta mới gặp một lần thôi, nhưng mà anh lại cứ gặp từng năm một và cũng rất là phiền. Một tràng vào tay cho anh Tôn Thất Quần Đáng, anh ra sao rồi em? Và có lẽ là trước khi chúng ta bắt đầu để tạo một không khí như truyền thống, đề nghị các ca sĩ xin mời lên sân khấu chúng ta với ly rượu mừng để bắt đầu buổi gặp mặt ngày hôm nay.
môn của